Thưa bà con, đây là cách mà những con trai nhả ngọc tự nhiên, và khi mà có vật thể lạ rơi vào trong cơ thể thì chúng sẽ tự tạo ra những lớp xà cừ để bao bọc vật thể lạ đó, lâu dần sẽ thành ngọc trai. Dựa vào cơ chế này mà người ta đã biết nuôi trai nước ngọt và cấy nhân tế bào vào cơ thể con trai để thu ngọc. Và cũng nhờ vào mô hình đặc biệt này mà một anh nông dân tại huyện Yên Khánh của tỉnh Ninh Bình đã có thể thu được hàng tỷ đồng mỗi năm. Mời quý vị và bà con cùng tìm hiểu về mô hình đặc biệt này trong phóng sự sau đây. Con trai này đã đến thời kỳ thu hoạch. Thành phẩm thu được từ chúng không phải là phần thịt, mà chính là viên ngọc này. Tại trang trại nuôi trai lấy ngọc của anh Đinh Văn Việt, công việc thu hoạch ngọc có thể diễn ra quanh năm. Với 4 hectare diện tích, mỗi năm anh Việt có thể thu tới 8 vạn viên ngọc đạt chất lượng. Hai con trai này là tổng còn lại 4 viên ngọc. Thứ nhất là cái con bên này, tức là con trai này đạt được 2 viên ngọc rất là tốt. Thế còn viên tiếp theo, bên này lỗi. Là đến thời gian thu hoạch thì có tới 20% số lượng ngọc bị hỏng như thế này. Nếu trai lấy thịt chủ yếu được khai thác tự nhiên ở các dòng sông, hồ, thì để có những con trai phục vụ lấy ngọc, người ta phải nuôi chúng ở 3 giai đoạn. Giai đoạn nuôi vỗ ít nhất 2 năm, giai đoạn nuôi cấy 2 tuần, giai đoạn nuôi dưỡng 2 năm. Để tiết kiệm chi phí và thời gian, anh Việt tiến hành thu mua trai nguyên liệu mà bà con đánh bắt từ sông, sau đó chuyển chúng cho những trang trại chuyên thuần hóa và nuôi trai nước ngọt chăm sóc. Như vậy, giai đoạn nuôi vỗ hầu như anh Việt không cần phải thực hiện. Tức là những người ta thừa sống với cuộc sống sông nước và người ta sẽ có những cái hiểu biết về cái điều kiện sống của nó nhiều hơn. Và như vậy thì mình không cần phải đào tạo họ. Mặt khác, theo anh Việt, nguồn trai nguyên liệu được bắt từ sông lên sẽ đảm bảo được các đặc tính tự nhiên của chúng. Sau khi được chuyển từ trại nuôi thuần hóa về, những con trai nguyên liệu sẽ được thả vào các bể như thế này từ 3 ngày đến 1 tuần. Đây chính là giai đoạn nuôi chuẩn bị cấy nhân và tế bào. Mục đích là để cho con trai nhả hết bùn đất trong ruột ra. Thế thì khi mình cấy thì nó sẽ hạn chế được nhiễm trùng của con trai. Khi kiểm tra đạt chất lượng, những con trai này sẽ được đem vào phòng cấy. Thì con trai nó có cái trạng thái sinh hoạt hàng ngày của nó là gì? Nó sẽ đi giật lùi như con cá mực này. Đấy, nó đi giật lùi như này. Thì cái hệ thống chân này, đây là chân của nó này. Nó sẽ đẩy lên phía vị trí của viên nhân của mình. Đấy, nó đạp viên nhân ra. Khi mà mình dựng ngược nó lên như thế này, thì cái chân này nó sẽ chúi xuống. Nó không thể đạp ngược lên được nữa. Giai đoạn nuôi dưỡng này là sau cấy, là giai đoạn mà có tỷ lệ dưỡng chết, trai chết cao nhất. Trên 50%, mình có thể nhặt bỏ, loại bỏ những con trai chết và sắp xếp lại những cái con trai khi nó nằm không theo cái sự sắp xếp của mình. Theo anh Việt, ở giai đoạn này, con trai rất nhạy cảm. Chúng cần môi trường nước tự nhiên, đảm bảo sạch. Chúng cũng cần không gian yên tĩnh, đảm bảo thoáng mát. Và đây là cách anh Việt tạo môi trường sống thuận lợi nhất cho chúng. Thì mỗi ngày phải duy trì ít nhất 2 lần thay nước. Trong tự nhiên, những con trai thường sống ở tầng đáy sông với độ sâu có khi lên tới hàng chục mét, chúng ít bị ảnh hưởng bởi nắng nóng. Do đó, khi nuôi trai ở môi trường bể như thế này, nhất định phải chống nóng cho chúng. Ngoài việc đảo nước tầng mặt, anh Việt sử dụng đến hệ thống lưới đen và vòi phun tạo mát tự động như thế này. Đặc biệt, không một loại hóa chất nào được phép sử dụng trong quá trình nuôi, kể cả thuốc sát trùng nước. Con trai nó rất nhạy cảm với cái vấn đề về hóa chất, cho nên là nuôi trai cấy ngọc này sử dụng 100% từ tự nhiên là tốt nhất. Không giống như nuôi các loại thủy sản khác, khi nuôi trai lấy ngọc, anh Việt hoàn toàn không phải bổ sung thêm thức ăn gì cho chúng. Cái thức ăn chính của nó là tảo lục, tức là tảo xanh. Em nhìn thấy cái trên bề mặt của cái vỏ đầu, phía đầu của con trai này,
là một lớp tảo rất là dày. Nguồn tảo này nó được tự sinh sản, tự sinh khối ở trong điều kiện môi trường nước trong bể. Bởi vì mình lấy là nguồn nước tự nhiên và trong nguồn nước đấy nó đã có tảo. Sau khi nuôi dưỡng ở bể 2 tuần, những con trai được chuyển xuống nuôi trong môi trường ao. Thưa quý vị, thưa bà con, những con trai sau khi được cấy ngọc, thay vì được thả nuôi dưới đáy của ao, thì tại đây anh Việt lại treo nổi trên những bè phao như thế này. Và chiếc túi lưới chính là dụng cụ giúp anh thực hiện điều đó. Mỗi một con trai được cho vào một chiếc túi lưới. Sau đó chúng được anh Việt treo thả lên các bể nổi. Theo anh Việt, cách nuôi dưỡng như thế này, dù tốc độ phủ ngọc chậm hơn, nhưng tỷ lệ thành công lại lớn hơn. Thả đáy thì nó tốc độ phủ nhanh, nhưng mà cái tỷ lệ dính xuống vỏ là rất là cao, lên tới khoảng 30%. Như vậy thì cái mức độ thiệt hại cũng sẽ rất là lớn. Còn nuôi như thế này thì nó tốc độ phủ chậm hơn. Tuy nhiên là cái màu sắc cũng như các lớp phủ của nó sẽ mịn hơn. Nếu trong tự nhiên, loài trai kiếm ăn thụ động và lấy thức ăn nhờ dòng nước chảy, thì khi nuôi trong ao, đặc biệt lại treo như thế này, việc lấy thức ăn của chúng trở nên khó khăn. Chính vì thế, anh Việt nuôi xen thêm cá trong ao. Khi phân của con cá này thải ra ao, thì sẽ kích thích cho cái tảo sinh khối nó phát triển lớn mạnh. Con cá chép bản chất của nó là cày bùn. Cày bùn lên thì nó sẽ cho cái lượng bùn ở dưới đáy ao nó được đưa hòa tan trong nước và có thể giúp cho con trai lấy được những cái thức ăn, những cái khoáng chất của cái vùng đáy. Sau hơn 2 năm nuôi dưỡng, những con trai bắt đầu nhả ngọc. Trung bình mỗi con trai sẽ cho thu 2 viên ngọc. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm anh Việt thu lãi hơn 3,5 tỷ đồng từ trang trại của mình. Sản phẩm ngọc trai của anh Việt có đầu ra ổn định nhờ liên kết với các doanh nghiệp. Hiện tại anh Việt đang tiếp tục triển khai chuỗi cửa hàng, xây dựng làng nghề và biểu diễn quy trình kỹ thuật cho khách du lịch. Anh cũng đang liên kết chuyển giao kỹ thuật cho nhiều bà con nông dân. Tuy là nó cũng hơi, nói chung là vất vả. Cái kỳ vọng của em là em muốn là trong tương lai thì em muốn là phát triển và nuôi cấy được con ngọc trai thì nói chung là phát triển tốt. Anh Việt cho biết mô hình nuôi trai lấy ngọc có thể thực hiện tại nhiều địa phương. Mỗi 1 hecta bà con cần đầu tư khoảng 1 tỷ đồng. Trong đó bao gồm các yếu tố ao nuôi, trai nguyên liệu và thiết bị nuôi cấy. Nếu thành công, chỉ sau một vụ nuôi là bà con có thể thu hồi vốn.